호찌민에 위치한 어느 한 스튜디오 워킹 연습을 하러 왔다. em đăng ký cái gì? Phòng tập. Phòng tập để tập thể quốc hoặc là có thể dạy nhảy dance được. Quay video cũng được. Mẹ em sẽ được học ký. Thì à, em làm thử một chút đi. Camera 앞이라 용기가 나지 않는다. Không. Làm sao em biết được? Không nghe hả? Chắc là không đến. Đến nhưng mà trễ. 원래 약속은 깨라고 있는 것이다. 그래야 제맛이다. Em cũng chuẩn bị tập hả? Em đã nói là hôm nay em tập kiếm. Wow, cái này là bao nhiêu centimet? Chắc phải tầm 18 phân hả chị em ơi? Anh thấy cái này là đồ giết người mà. Tất cả các hoa hậu phải mang. Wow, cái này là bao nhiêu centimet? Chắc 18. Wow. 나 빼고 키가 다 커졌다. 거의 비행기 탑승 수준이다. Khi em lên này thì em phải đứng một cái tư thế, một là bao giờ, hai là bao giờ. Xong rồi đây, như vậy. Đừng có để cái chân của mình nó bị kiểu như là nó bụng. Thì em cho anh xem mà. Em khép ớt nha. Yoksi, 자신감이 충만하다. 이것이 바로 Amy의 강점이다. Em cho anh xem được không? Gặp자기 표정이 바뀌었다. 날 때릴 듯이 무섭게 다가온다. 이것이 바로 자신감이다. Luyện tập rất là mệt đấy. Tại vì á, quan trọng nhất là khuôn mặt của em á. Khi mà em nhìn vào khán giả hoặc là ban giám khảo, khi mà em đi lên nó rất là nhiều người đúng không? Em chỉ nhìn một người thôi. Em cứ nhìn vào người đó, xong em suy diễn thần thái của em. Đừng có nhìn hết một lần như thế này á, thì nhìn nó không có chuyên nghiệp á. Nhưng mà bạn em tiệt khi nào đấy? Dạ, đó là 3 phút hay 5 phút nữa. Chào em. Mà bạn có việc nhà nên là đến trễ. 나 빼고 다들 살인무기 하나씩을 들고 왔다. 촬영 내내 까치발이라도 들고 있어야 될 것 같다. Singamul gakku dasi hanbon walking hebonda. Em tập xong chưa? Dạ chưa. Ý là em không phải là nhân vật chính, em là trợ lý chị Amy thôi, còn nhân vật chính là bên kia. Em là học ké thôi. 같이 워킹을 배우고 싶은 마음이 굴뚝 같다. 워킹 연습이 끝나고 이제 드디어 점심을 먹으러 간다. 드디어 식사 시간이다. 오늘 점심은 분보라는 쌀국수인데 우동면 같이 두꺼운 게 특징이다. 한번 중독되면 빠져나올 수 없다. Em có hay ăn trên đường không? Có, nhiều. Vì ngon mà. 길거리 음식은 맛있지만 식중독은 랜덤이다. Kiểu như ăn món ăn ở trên đường ấy. Đó chứ. Người Việt Nam mà. người Hàn Quốc có ăn trên đường không? Có. Người Hàn Quốc mà. Cũng phải á. Ủa, anh là người Hàn Quốc hả? 정말 몰라서 물어본 것 같다.
Vậy đó là cái gì? Tập nhảy á. Nhảy hả? Sexy dance. À, hip hop nè, ra nè, popping nè, tất cả luôn. Muốn học cài tố hả? Không, em học rồi. Em học rồi hả? Em học sexy rồi. Em thấy cái kiểu mà sexy của Hàn Quốc á là nó kiểu nhẹ nhàng hơn cái kiểu sexy của Việt Nam nhỉ? Anh thấy người Hàn Quốc nhảy sexy không? Đi club. À, không biết tại vì anh không đi club. Anh không đi club luôn hả? Nhưng mà em thấy ở Việt Nam mặc áo sexy là bình thường hả? Thật ra là tùy nha, ví dụ Bắc đi thì người mà người bên Hà Nội người ta sẽ khó thì cái việc mặc áo sexy. Còn miền Nam mình thứ nhất là nó nóng, với lại là người miền Nam là thoải mái hơn. Nhưng mà thì ở Sài Gòn là nóng, ngày nào cũng nóng, tháng nào cũng nóng, nhưng mà ở Bắc là chỉ một mấy tháng thôi. Nếu mà em mặc áo sexy thì bố mẹ không nói gì hả? Không lạ hả? Thế là sexy nhưng mà đừng quá là đi xuống này, hoặc là ngắn quá thì không được. Sexy nhưng mà ít thì không sao. Dạ. Em này ăn bò không? Ăn thôi. Em thích ăn bò. Không có ăn bò xin ra. Em à, hai tô nha. Một tô được không anh? À, được chứ. Kiểu như là người Việt á, hay là mời ba mẹ ăn cơm hay gì đó. Còn người Hàn ví dụ mà mời mọi người ăn á, thì mời sao? Tiếng Anh hả? Ừ. 맛있게 드세요. 아, 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. 맛있게. 왠지 나에게 욕하는 것 같아 식욕이 떨어졌다. 그냥 기분 탓이길 바랬다. 안 thấy người Việt ăn nhiều không? Không, anh thấy. Em thấy người Hàn ăn nhiều lắm luôn á. Anh có hay ăn cay không? Anh ăn cay. Anh thích ăn cay. Người Hàn mà. Em sợ ăn cay lắm. Em nói cho mẹ em ăn cay được chút xíu, em không ăn được cay được nhiều. Vậy hả? Dạ. Cái này ngon nè. Ở đây. Ủa, ở đây là bao nhiêu vậy cô? Chỉ 25.000 thôi nha. 25.000 là bao nhiêu won ha? Là 1.300 won. 1.300 won một cái này. Tiền Hàn Quốc là 1.000 là được tô ăn rồi. 3 buổi là 3.000. Nhưng mà đâu có thể ăn bún bò cả ngày được. Cơm tắm cũng vậy đó, bún riêu, bánh canh cũng vậy. 근데 생각해 보니 이분의 나이도 이름도 직업도 물어보지 않았다. Em làm nghề gì? Em làm mẫu ảnh. Hả? Em làm mẫu ảnh, chụp ảnh. À, em chuyên về hả? Chụp beauty. Oh. Khuôn mặt, makeup cho khuôn mặt. 세상은 넓고 직업은 다양하다. Oh, cái này là em hả? Vâng. Wow. Chụp như vậy rất là đẹp. Nhưng mà hình như là người Hàn Quốc không có makeup đậm như vậy đúng không? Anh không biết. 점심은 Amy가 계산했다. Vì em muốn mời mọi người không? Cảm ơn em nha. Dạ, không có gì. 25.000 thôi. Nếu ăn mắc thì không trả tiền được. 이제 밥도 먹었으니 집에 갈 시간이다. Bây giờ mình đi ha. Ờ, chúng ta đi luôn. Bây giờ đi luôn. 여기는 Amy의 촬영에 있는 호찌민에 위치한 어느 한 스튜디오. 그래서 em gọi hết luôn. Cái này. Tùy người, nếu mà mình muốn sạch cái vớ của mình nó không bị đen á thì mình cởi ra với lại đi vô cho thoải mái nữa. Đây là studio, em thấy là có nhiều váy và đẹp. Cảm ơn. Nói sỏi vết. Anh biết tiếng Hà Nội không? À, biết một chút thôi. Anh này nói tiếng Hà Nội. À, em người Hà Nội. Vâng. Nhưng mà tại sao anh xuống Sài Gòn? Em thích cuộc sống ở trong này hơn. Thế là mới vào đây sống được một năm rồi. Đi kiếm tiền không? 돈이 인생의 전부는 아니지만 돈은 필수다. Cái này dễ thương mà. Cái này là gì của Hàn Quốc, tên là gì anh ha? 낯은 익지만 이름이 기억나지 않는 게 점점 아저씨가 되어가는 것 같다.